Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Rayo Vallecano và câu lạc bộ Barca. Đây là trận đấu thuộc vòng 3 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2:30 rạng sáng ngày 28 tháng 8 và theo đánh giá, câu lạc bộ Barca sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Rayo Vallecano với mức kèo là 0.75, mức kèo cũng có thể tăng một trái và hạ xuống còn 0.5, mức tài xỉu là 2.75, 3 trái và 2.5 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của Rayo Vallecano và Barca thì Vallecano thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Barca. 5 trận thi đấu gần nhất của Rayo Vallecano thì Vallecano thắng 2, hòa 1 và thua 2. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Barca thì Barca thắng 3 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội chủ nhà Rayo Vallecano. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ là Vallecano được chấp một trái nha. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì Rayo Vallecano cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu khi mà trong đội hình của họ cũng sở hữu một số cầu thủ chất lượng. Thứ hai nữa thì Rayo Vallecano có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì an toàn, lựa mức kèo phụ là được chấp một trái đi. Nếu như trận này mà hai đội kết thúc với một tỷ số hòa hoặc là Rayo Vallecano có để thất bại trước Barca với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn Rayo Vallecano, chúng ta cũng chỉ từ quê kèo đến thắng kèo mà thôi. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa nói trước được nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian vừa qua thì Rayo Vallecano vẫn đang có phong độ ổn định và những lần mà tiếp đón Barca trên sân nhà trước đây thì đa phần Rayo Vallecano đều có điểm. Và ở lượt trận này với lực lượng mạnh nhất thì biết đâu Rayo Vallecano họ sẽ tiếp tục làm nên chuyện với một chiến thắng trước Barca thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Rayo Vallecano được chấp, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Mức tài xỉu là 2.75, 3 trái và 2.5. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Phong độ của hai đội đang tốt và hiệu suất ghi bàn đều đặn thì mình dự đoán là cuộc đối đầu này tiếp tục sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và có nhiều bàn thắng được ghi. Có thể là hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là 2 đều hoặc 2-1 hay 3-1 nghiêng về cho Vallecano. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài 2.75 nha. Nếu như trận này mà các bạn không tin tưởng vào Vallecano, ưu tiên chọn kèo tài không cũng được. Ở mức hiệp 1, mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ cũng đang ổn thì có thể là Vallecano họ sẽ chắc chiêu cơ hội sân nhà của mình và không để thua trước Barca ở hiệp 1 đâu. Thậm chí là biết đâu hiệp 1 Vallecano mới là đội sẽ dẫn bàn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Rayo Vallecano được chấp nha. Và canh tài còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Rayo Vallecano và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.